Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni Chứng Minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Giảng Sư Khả Kính. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Bảo. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ và an lạc đến toàn thể Nam Nữ Quý Phật Tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Khả Kính. Hôm nay ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần, toàn thể tăng ni Phật tử đạo tràng chùa Pháp Bảo chúng con long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022. Trong giây phút trang nghiêm và thanh tịnh này, chúng con rất hạnh phúc, hoan hỷ và xúc động khi một lần nữa được đối diện trước Hòa Thượng Khả Kính và vô cùng hạnh phúc sẽ được lắng nghe những lời pháp thoại quý giá từ kim khẩu của Hòa Thượng. Kính bạch trên Hòa Thượng, sau buổi thuyết giảng của Hòa Thượng về Đức Phật lịch sử và Đức Phật huyền thoại tại rằm tháng Giêng chùa Pháp Bảo, toàn thể Phật tử trong hội chúng chùa Pháp Bảo nói riêng cũng như là tất cả quý Phật tử xem bài giảng của Hòa Thượng lại trên Facebook cũng như là YouTube rất là hoan hỷ. Và hôm nay khi được thông báo một lần nữa lại được sự quan lâm chứng minh và thuyết giảng của Hòa Thượng thì đạo tràng của chúng con rất là vui, rất là hạnh phúc và hoan hỷ. Nên hôm nay những quý Phật tử trước đó không có mặt ở đây thì đã lặn lội từ Hải Phòng, từ Hà Nội, từ một số nơi miền Bắc đã đáp máy bay về đây để được trực tiếp diễn kiến và lắng nghe pháp thoại của Hòa Thượng bằng tất cả sự tôn kính của chúng con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và vào giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh như pháp. Chúng con xin đi đầu cung thỉnh Hòa Thượng Giảng Sư sẽ tuyên những lời pháp nhũ quý giá đến tất cả đệ tử hàng hậu học chúng con trong mùa Phật Đản ý nghĩa thiêng liêng và ấm áp này. Kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn cung thỉnh Hòa Thượng Khả Kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ chùa Pháp Bảo. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể chư Phật tử, tối hôm nay ngày 14 tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022, tại chùa Pháp Bảo, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tổ chức đại lễ Vê Sắc Phật Đản Phật lịch 2566. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ được có mặt tại chùa Pháp Bảo vào giờ phút này để có bài pháp thoại cúng dường lên Đức Phật cùng ba ngôi Tam Bảo và gửi đến toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta đã dành thời gian quý báu đường xa xa xôi quan tập về chùa Pháp Bảo để tham dự đại lễ tối hôm nay cũng như lắng nghe một ít lời dạy của Đức Phật mà chúng tôi sắp trình bày. Trước nhất xin cầu chúc cho Hòa Thượng Viện Chủ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử và gia quyến được năm điều phước báo, sống lâu, sống tốt, ăn vui, sức khỏe và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng ta cũng tự chúc mừng cho đại lễ vì trời không có mưa,
Thường thường thì vào mùa này là mùa mưa. Tuy nhiên tối hôm nay thì chúng ta được hưởng được cái phước lộc rất lớn, tức là trời quang mây tạnh, để cho chương trình văn nghệ cúng dường Phật đản cũng như là bài thuyết pháp của chúng tôi được thành tựu một cách viên mãn. Xin chúc mừng quý vị. Thưa quý vị, trong kinh Pháp Cú có dạy rằng Sukho Bodha Nang Uppado Sukha Sangasa Samaki Sukha Satthem Satthammadesana Samagga Nang Tappo Sukho. Vui thay, Đức Phật ra đời. Vui thay, giáo pháp giảng lời sâu xa. Vui thay, hòa hợp tăng già. Lành thay, tứ chúng vui hòa đồng tu. Hạnh phúc thay, chư Phật giáng sinh. Hạnh phúc thay, giáo pháp cao minh. Hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Thưa quý vị, những người nào có duyên lành được gặp Đức Phật ra đời, đó là niềm hạnh phúc to lớn. Hôm nay chúng ta được có hạnh phúc vì chúng ta tham dự đại lễ Vê Sắc Phật Đản, là ngày đản sanh của Đức Phật, với lòng thành kính. Và nói chính xác là ngày đản sanh của Thái tử Siddhartha tại vườn Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ cổ xưa và ngày nay gọi là xứ Nepal. Trong một kiếp người, chúng ta lại được có nhân duyên tham dự đại lễ tưởng niệm này. Tại chùa Pháp Bảo này đã thiết trí lễ đài Bồ Tát đản sanh Thái tử ra đời, hay còn gọi là Phật đản, tức là ngày đản sanh của Đức Phật. Đó là hạnh phúc vô cùng to lớn mà ở trong bài kinh gọi là Sukho Buddha Nang Uppado, nghĩa là hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hay là Đức Phật ra đời. Nghĩa là chúng ta sanh ra trong thời kỳ mà có Đức Phật ra đời, hay là có Đức Phật đản sinh. Đó là hạnh phúc rất lớn cho chúng ta. Nếu chúng ta sanh vào cái thời kỳ mà không có Đức Phật ra đời, đó là điều bất hạnh rất lớn. Do đó, mỗi người chúng ta cũng tự chúc mừng mình là sanh trong cái thời kỳ có Đức Phật ra đời. Quý vị tự chúc mừng mình bằng một tràng pháo tay. Mình được hạnh phúc vì mình có Đức Phật ra đời trong cái kiếp người của mình. Trong cái thời kỳ mình sanh làm người, mình được hạnh phúc vì mình chứng kiến cái cảnh mà có Đức Phật ra đời. Ngày hôm nay, ngày mai và trước đó, trên toàn thế giới này đã thiết kế vườn cảnh đản sanh của Đức Phật. Chúng tôi xem một cái video đăng lên mạng, cảnh các sinh viên Việt Nam và các sinh viên thế giới đang học ở tại một trường đại học ở Ấn Độ và làm lễ rước Phật đản sinh bằng các cái kiệu giác lên vai, từng đoàn cầm cờ Phật giáo đi
khắp đường phố xung quanh của trường đại học ở Ấn Độ. Khi mình nhìn khung cảnh này, cái cảnh tượng này, mình vô cùng xúc động và hoan hỷ. Không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới này cũng đồng loạt tổ chức ngày Đức Phật Đản Sinh. Và ai cũng hạnh phúc, ai cũng an lạc, ai cũng sung sướng, ai cũng vui vẻ. Cho nên gọi là vui thay Đức Phật ra đời. Và như vậy sự ra đời của Đức Phật làm cho mọi người vui, mọi người hoan hỷ, mọi người hạnh phúc. Và chúng ta là người mà được có may duyên là sanh ra trong thời kỳ có Đức Phật ra đời. Thật sự mà nói, nếu chúng ta sanh vào khổ cảnh súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, thì làm sao mình chứng kiến được cái cảnh Đức Phật ra đời, thưa quý vị? Mà trong kinh Tăng Chi Anguttara Nikaya có dạy rằng chúng sinh từ cõi người sanh lại làm người rất ít, chúng sinh từ cõi người sanh xuống súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục rất nhiều. Chúng sanh từ cõi chư thiên sanh lại làm chư thiên, sanh lại làm người rất ít. Còn chúng sanh từ cõi chư thiên mà đọa vào khổ cảnh súc sanh, ngạ quỷ, Atula rất nhiều. Cho nên được làm người mà lại được sanh trong thời có Đức Phật ra đời, đó là hạnh phúc to lớn. Trong kinh cũng có dạy rằng kỳ chăng manusa pati la phăng, kỳ chăng matcha na chi vi tăng, kỳ chăng sạch tham ma sa va năng, kỳ chô bồ tha năng up pa đô. Sinh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Sinh làm người là khó, được làm người khó được sống lâu. Biết bao nhiêu chúng sanh là con người sanh ra rồi chết sớm, gọi là yếu thọ, chết từ trong bụng mẹ, hoặc là khi sanh ra rồi chết, hoặc là lớn lên một thời gian rồi cũng chết. Cho nên muốn để gặp được Đức Phật ra đời, để nhìn được hình ảnh Đức Bồ Tát đản sanh bằng hình tượng, bằng khu vườn thiết kế, cũng không phải dễ dàng. Hôm nay quý vị có mặt ở đây là quả là một phước duyên to lớn, bởi vì nhìn được cái hình ảnh, cái khu vườn mà Đức Phật ra đời, rồi chúng ta được có duyên tấm Phật, mặc dầu chỉ là hình tượng bằng xi măng, bằng gỗ, nhưng đó cũng là hình ảnh vô cùng quý báu cho chúng ta. Chứ gọi là vui thay chư Phật ra đời, Đức Phật ra đời. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh. Và sanh làm người là khó, mà mình được làm người mà gặp trong thời kỳ có Đức Phật, thời kỳ giáo pháp của Đức Phật, thì quả thật là một điều vô cùng may mắn. Đây là cái thời kỳ vàng của chúng ta, thời kỳ trắng, thời kỳ vàng, chứ không phải thời kỳ đen đũa. Đen đũa không phải thời kỳ gọi là bất hạnh, mà thời kỳ hạnh phúc của chúng ta. Cho nên thưa quý vị, mỗi người chúng ta phải hạnh phúc vì chúng ta có Đức Phật ra đời, vì chúng ta được sanh làm người. Điều thứ hai là được sống lâu. Xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây chưa có ai chết, còn sống, đúng không? Còn nếu chết rồi, vô hồn nằm rồi xuống dưới ba tấc đất, thì mình đâu có thấy Đức Phật ra đời. Cho nên mình phải chúc mừng mình vì mình chưa chết, đúng không? Biết bao nhiêu người bạn bè của mình ra đi hết rồi,
những người mình quen biết cũng đi hết rồi, mình tiễn biết bao nhiêu người rồi, thấy người chết biết mình rồi cũng chết, thấy người đau mình khỏe mãi hay sao? Xe tang vừa khuất qua Mau, đưa người hôm trước hôm sau đưa mình. Cho nên là mình may mắn là mình chưa chết, mình mới tiễn người ta đi, chứ mình chưa có ai tiễn mình đi. Chúc mừng mình đi. Ông bà mình có nói như thế này quý vị, người xưa có nói, đi đường gặp đám ma là hên, mà gặp đám cưới là xui. Thầy cũng thắc mắc không biết tại sao mà gặp đám cưới người ta vui vẻ vậy, song hỷ vậy mà mình xui là sao? Mà gặp đám ma tại sao mà mình hên quý vị? Ai trả lời được thầy cho 100.000. Tại sao gặp đám ma mà hên, mà gặp đám cưới là xui quý vị? Gặp đám ma là hên rồi, tại vì cái người nằm trong cái quan tài không phải là mình, hên quá mình còn sống, hiểu gì không? Gặp đám ma là hên là tại vì á, cái người chết á, chưa phải là mình, hên quá. Cái người chết ai đó phải mình, chưa phải mình, hên, đúng không? Tại sao gặp đám cưới là xui? Tại vì bây giờ mình không còn làm cô dâu chú rể được, xui quá. Người ta chê mình, ta đâu có rước mình đâu. Ta chê mình mập, ta chê mình già, ta chê mình nghèo, ta chê mình xấu, đâu có ai mà đem xe bông đó rước mình đâu, đúng không? Thì xui. Nhưng mà hên ở chỗ nào? Hên là người ta chê mình mới tu được. Còn ai cũng giành mình sao mình tu nổi? Cho nên trong cái rủi nó có cái may, trong cái xui nó có cái hên. Trong cái xui là ai cũng chê mình hết, chê mình rảnh, rảnh rỗi. Mà rảnh rỗi thì mới tu được chứ. Chứ còn mình đang ngồi nghe pháp mà điện thoại tới tình yêu réo gọi sao nghe, đúng không? Đang ngồi thiền, đang ngồi thiền niệm Phật vậy đó, là tự nhiên điện thoại tới tình yêu réo gọi tới, rồi bỏ thiền, chạy theo tiếng gọi của tình yêu, đúng không? Làm sao tu? Chuẩn bị đắc đạo rồi, cái bị cái ông nội, cái bà nội đó gọi tới rồi xong. Đó, thì thấy không? Cho nên Phật pháp vi diệu, Phật pháp vi diệu chỗ là có cũng hay mà không có cũng hay. Đúng không? Đọc cho thầy. Có thì khổ, có thì khổ, không có thì lỗ, thà chịu lỗ còn hơn chịu khổ. Đúng không? Chịu lỗ nhưng mình khỏe, còn chịu khổ mệt. Đúng không? Đó. Rầu rĩ rầu ria ra rậm rạp, rờ răng răng rụng, rờ rúng rúng rung rinh. Đúng không? Khổ dữ lắm. Rầu rĩ riết à. Đúng không? Mình nếu mình tu mà không giải thoát cái rầu rĩ hoài, rầu rĩ rầu ria ra rậm rạp, rờ răng răng rụng, rờ rúng rúng rung rinh. Đó. Và nhớ Phật pháp vi diệu, vui thay chư Phật ra đời, vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa, Sukha Dhamma Desana. Dhamma là pháp, Desana được thuyết giảng, Sukha là hạnh phúc. Sukho Buddhana Upado Sukha Satthamma Desana. Sukha tức là hạnh phúc thay, Satthamma là diệu pháp, Desana được thuyết giảng. Quý vị hôm nay nghe được bài pháp này là một cái hạnh phúc rồi. Nhưng mà đây là bài mẫu, bài mẫu. Rồi quý vị tờ về nghe thêm, quý vị lên mạng mà tìm những cái bài giảng của thầy rồi nghe thêm. Nghe rồi vui vẻ, cười, hoan hỷ lắm.
chồng bỏ mà cũng vui. Đúng không? Vợ chê mà cũng vui. Hạnh phúc là chỗ đó. Đúng không? Cho nên mình nghe pháp á, vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa. Sukha Sattamadesana, nghe Phật pháp là hạnh phúc. Nghe Phật pháp là hạnh phúc. Tức là gì? Nghe những lời nói của Đức Phật mà không hạnh phúc là sao? Nghe những lời nói của người chồng, người vợ đay nghiến mình là hạnh phúc hả? Hay là nghe lời Đức Phật là hạnh phúc? Các sư thầy là học lại lời Đức Phật, truyền lại cho quý vị thôi. Nhưng cái câu thứ hai là gì? Sukha Sattamadesana, tức là hạnh phúc thay được nghe những lời dạy, được nghe những lời Phật pháp. Cho nên là Thượng Tọa Cá Thành hay tổ chức những cái đêm lễ sự kiện Phật giáo, rồi mời các giảng sư đến thuyết giảng để cho quý vị được hạnh phúc, được an lạc, hạnh phúc. Và nhớ, không ai có quyền làm cho mình đau khổ, và mình cũng không làm cho bất cứ người nào đau khổ. Nếu người nào làm cho mình đau khổ thì thưa quý vị, tiễn vong đi. Nhớ, tiễn vong cũ đi, rước vong mới vô. Đúng không? Cái vong nào mà nó hộ trì cho mình á thì mình rước vào. Còn vong cũ mà nó không hộ trì mình nữa, nó không thương mình nữa, tiễn đi. Đúng không? Có nhiều người đau khổ dữ lắm, không chịu tiễn vong. Cái vong nó hết hộ mình rồi mà mình cũng giữ lại. Đúng không? Hồi xưa nó quỳ xuống, nó dâng bông hồng, nó cầu hồn mình, mình giữ nó lại. Bây giờ nó quỳ xuống lấy đá đá mình thì mình tiễn vong đi chứ. Chứ cái người nào giàu là bạn bè, giàu là bà con, giàu là quyến thuộc, giàu là chồng vợ con cái, mà họ làm cho mình đau khổ thì phải bỏ đi. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Nhưng mà thầy nói vậy không phải là tối nay về nhà làm đơn ly dị nha. Thầy không có ý đồ đó đâu. À, từ bỏ là khác, còn vứt bỏ là khác. Hai cái khái niệm này khác. Từ bỏ là gì? Cái tâm mình đừng quá dính mắc về những cái gì mình đang có. Đó là sự từ bỏ. Và chính cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cuộc đời của sự từ bỏ vĩ đại. The Great Renunciation. Đó là sự từ bỏ vĩ đại. Còn vứt bỏ là không phải. Vứt bỏ giống như bây giờ cái bình bông trước mặt thầy quá đẹp, thầy dính mắt nó thì sẽ khổ. Nhưng mà thầy không có làm cái động tác là thầy vứt bỏ nó, thầy vẫn để nó. Chồng vẫn để yên đó, vợ vẫn để yên đó. Nhưng mà đừng có quá đau khổ vì họ. Hiểu thì nói gì không? Đó. Yêu thương quá có khi thành đau đớn. Bởi tình đời như nắng sớm sương tan. Trong hội ngộ đã nảy mầm chia biệt. Nọ người dưng sao lệ đổ hai hàng. Trời ơi, cái người này hoàn toàn là người dưng. Tự nhiên mình gặp ở đâu đó, cái mình đem xe hoa mình tới mình rước họ về. Còn cái người sanh mình ra, nuôi nấng mình từ nhỏ tới lớn, mình cũng không thèm quan tâm tới. Những người giúp đỡ mình cũng không để ý tới. Và mình cũng không đau khổ vì những người này. Mà mình đau khổ vì cái người dưng này là sao? Khùng ít thôi chứ khùng dữ quá vậy. Đúng không? Có nhiều người gặp thầy nó khổ quá thầy ơi, con muốn nhảy xuống sông Sài Gòn con chết cho rồi. À, mà thầy nói tại sao mà chết? Cái người làm cho mình đau khổ thì mình tiễn đi chứ, tiễn trong đi chứ, mình chết làm chi? Cái người làm cho mình hạnh phúc thì mình mới giữ lại.
Còn người nào mà làm cho mình đau khổ thì mình vĩnh biệt thôi đi. Và thưa quý vị, từ bỏ khác, vứt bỏ khác. Từ bỏ tức là cái tâm mình đừng có quá nặng nề dính mắc. Nhưng mà vứt bỏ là mình bỏ đi. Một cách nghĩa là buồn phiền, quan trái. Mình từ bỏ, nhưng mà thật sự á, trong lời dạy Đức Phật á, là mình thương họ, tội nghiệp họ, quý họ, chứ không phải là mình ghét họ. Nhưng mà cái người có tu á, thì mới từ bỏ được. Cái người không tu không từ bỏ được. Bây giờ thầy có ngôi chùa mà thầy không có tâm từ bỏ, thầy bị dính mắc ngôi chùa thầy cũng chết. Thầy có những người đệ tử mà thầy dính mắc đệ tử thầy cũng chết. Đúng không? Cho nên là thương họ, giúp đỡ cho họ, phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Mình càng tu mình càng thương họ, chứ mình không có phải dứt bỏ họ. Nhưng mà càng tu thì cái tâm từ bỏ mình nó có. Một người cho mình một miếng cơm, một cái y phục mặc, mình phải mang ơn họ chứ mình sao mình vứt bỏ họ được. Rồi mình phải tha thứ cho họ chứ, nếu họ có lỗi lầm. Thường á, chúng ta tu cái pháp bao dung hay là tu cái pháp bung dao? Quý vị, bao dung hay bung dao? Đó, nhớ, phải bao dung. Giống như ánh sáng mặt trời tỏa xuống trái đất này, tỏa đều hết, không bỏ ai hết. Thương tất cả mọi người, không bỏ ai hết. Kể cả cái người phản bội mình cũng thương đó, nếu tu đúng pháp. Nên vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa, mình nghe pháp được, cái tâm mình nó bình an lại, nó an lạc lại. Và mình mang ơn những người đó, dầu cho họ là cái người phản bội mình mang ơn. Nhờ phản bội mình mới có đi tu được. Đúng không? Mà nếu mà họ không phản bội mình, họ lo lắng cho mình, họ giúp đỡ mình, thì mình cũng tu được. Cho nên Phật pháp vi diệu, vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa, nghĩa là vậy. Bây giờ thấy cuộc đời Đức Phật, từ khi sanh ra, ngày sanh dưới gốc vườn Lâm Tỳ Ni, là cũng màu xanh không, cây cối không, khu vườn. Rồi ngài đi tu để đắc đạo đắc quả cũng dưới gốc cây Bồ Đề. Rồi ngài đi thuyết pháp cũng dưới gốc cây vườn Lộc Uyển. Rồi ngài nhập niết bàn dưới rừng cây Sa La. Cuộc đời Đức Phật là một cuộc đời từ bỏ. Mà chúng ta là con của Đức Phật, con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Đúng không? Trên lát nữa quý vị đi tìm gốc cây mà ngồi. Ở đây có nhiều cây dầu cao, sang dữ lắm, đẹp. Nhà nào có cây có vườn đó, ra đó ngồi. Đúng không? Ngồi thiền. Ngồi thiền. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Mà khi quý vị tu được á, tâm nó mát mẻ, nó quan nghỉ lắm. Lúc nào cũng nở nụ cười tươi thắm. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. An vui đứng nói cười, trăm năm vằng vặc nguyệt ngời bên sông. Tức là lúc nào đi cũng vui, đứng cũng vui, nằm cũng vui, ngồi cũng vui. Lúc nào cũng có cái nụ cười. Còn nếu mình không tu, không bao giờ mình cười. Tay nghiến dữ lắm, khó chịu dữ lắm, bực bội dữ lắm, phiền não dữ lắm, hoàn trai dữ lắm. Nhưng mà để khi cái người này mà cười là có vấn đề. Họ bình thường không chịu cười. Nụ cười tha thứ không có. Nụ cười hỷ xả không có. Nụ cười từ bi không có. Không có, bình thường không có. Nhưng mà khi họ gặp một cái chuyện gì sốc trong cuộc đời, chồng bỏ, vợ bỏ, con bất hiếu, tài sản mất mát, 12 giờ đêm cười có mình thì chuyện gì xảy ra quý vị? Bình thường mình không có cười, 12 giờ trưa đứng cười của mình. Đúng không? Đọc cho thầy,
một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. 12 giờ đêm mà cưỡng mình thôi phải mua. Họ chở đi bệnh viện Biên Hòa chứ làm sao mà ở đây được. Rồi phải thuốc men này cái tốn tiền dữ lắm. Trị nó mới hết bệnh được. Chứ bây giờ phải cười. Phải vui, phải tha thứ. Người ta làm cho mình buồn phiền, mình tha thứ họ mình mới cười được chứ. Hai vợ chồng mà giận nhau, bốn mắt nhìn nhau muốn trào máu họng. Đúng không? Mà hai vợ chồng thương nhau, tha thứ cho nhau thì nhìn nhau mới nở nụ cười tươi thắm, tươi tha thứ. Đọc cho thầy, tha thứ thì thư thái, thông thả, thảnh thơi, thanh tao, thánh thiện. Chỉ tên thăng thiên. Tha thứ thì mới thăng thiên được chứ. Không tha thứ sao thăng thiên được. Quan gia trái chủ mà sao mà siêu thoát được quý vị. Đúng không? Thầy hỏi nhỏ gì một câu. Mình giận người ta đó, mình khổ hơn người ta khổ. Mình giận cái ông chồng phản bội mình á, mình khổ hả? Ông khổ. Ông đang dẫn bồ nhí đi Singapore chơi, mình đây mình buồn là sao? Buồn khùng hả? Tiễn dòng cũ đi, rước dòng mới về. Đúng không? Vì thế không? Mình vô lý. Kiếp người mỏng manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Đúng không? Kiếp người này mỏng manh dữ lắm, gió thổi là rớt liền. Kiếp người mỏng manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Không phải tôi già mới chết. Ai bảo già mới chết? Tuổi trẻ vẫn vô thường. Đúng không? Cho nên thưa quý vị là phải tha thứ. Mà tại sao người ta lại không thương mình nữa? Tại vì cái luân hồi, cái nghiệp báo, cái nhân quả, cái duyên tới đó là hết rồi. Cái duyên của cái người chồng người vợ mình phải trả nợ cho cái người mới của họ, vì họ đã dây từ tiền kiếp. Trên kiếp này họ sanh lên, họ chỉ gặp mình một giai đoạn vài chục năm thôi, rồi sau đó họ phải đi trả nợ, nợ tình và nợ tiền. Đúng không? 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Có nhiều bà thưa quý vị, bệnh nằm một chỗ, cứ suy nghĩ riết, không biết tiền của mình đây rồi mấy mốt mình chết ai xài ta. Chắc con nhỏ khốn nạn kia xài quá. Đúng không? Buồn chứ. Ai xài đó? Mấy đứa con riêng của cái bà nội nó xài. Chưa chắc con ruột mình mà nó xài. Tình yêu mà nó lên ngôi rồi thì tất cả đều mất hết. Cho nên thương mình tu tập là khôn. Thương mình mà phiền não tự chôn lấy mình. Cho nên tại sao thầy nói là gì? Có nhiều khi người ta phủ phàng với mình đó, cũng là cái hay. Để mình giác ngộ sớm chứ. Họ cho mình một bài học giác ngộ. Thầy có nhiều đệ tử, trong chùa thầy tới mấy trăm người lắm. Thầy chùa thầy trên dưới cũng 300-400 người, 400 người, 500 người. Một ngày này, chùa thầy gây lộn cũng 50 lần. Chúng sanh phàm mà. Đúng không? Phàm phu mà. Cái chùa là cái bệnh viện. Những người ở chùa là bệnh nhân. Mà chùa thầy là thuộc bệnh viện tâm thần nữa chứ. Cho nên quý vị mà đến chùa thầy là biết ngay à. Đúng không? Cái chùa là cái bệnh viện. Những người trong chùa là bệnh nhân. Và người ta bệnh người ta mới vô chùa. Ta tu. Người ta có phiền não người ta mới tu chứ. Hết phiền não tu chi nữa. Mình suy nghĩ đi. Có nhiều Phật tử khó tánh gì lắm. Vô chùa thấy những người trong chùa mà có cái biểu hiện gì mà nó không vừa ý mình á. Nói hoài. Tối ngủ cũng lầm bầm. Không chịu ngủ. Toàn nói không. À chùa đó tại sao ông sư đó vậy ha. Bà sư đó vậy ha. Nó riết, ngủ không được. Mà không hiểu rằng những người đến chùa họ tu vì họ nhiều phiền não. Cho nên họ mới đến chùa họ tu. Chùa là cái bệnh viện. Những người trong chùa là bệnh nhân.
Khi quý vị đến chùa mà gặp những cái trường hợp đó, ồ đúng rồi, bệnh nhân của chùa. Đúng không? Còn nếu cái gì mà ta tu mà giải thoát rồi, ta ở đây làm chi nữa? Ta đâu có cần tu nữa quý vị, không cần tu nữa. Tu là sửa. Tu hành giả, tu cải hành vi xả thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọ yếu cung kính, thiết thoại yếu hòa bình kim tốn. Tu hành giả tu cải hành vi, tu hành là để thay đổi hành vi, thay đổi hành động, từ cái hành động xấu thành hành động tốt. Chứ quý vị đi chùa cũng là tu. Chứ đừng có thắc mắc tại sao mình đi chùa mà bà Phật tử này, bà Phật tử kia không trang nghiêm gì hết. Tại vì ta đến ta tu mà. Từ từ ta mới sửa. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Ta mới vô làm sao mà ta sửa được liền. Cũng như cái người đi tu trong chùa cũng vậy. Khi mình nghe được giáo pháp, mình thông cảm, hỷ xả, mình bao dung, mình từ bi hỷ xả. Đúng không? Cửa chùa là cửa từ bi hỷ xả. Mà mình vô chùa mình không từ bi hỷ xả, sao gọi là đi chùa? Giờ mỗi người chúng ta phải tạo nên một cái chùa cho mình, gọi là ngôi chùa di động. Là sao quý vị? Sau khi nghe bài pháp này xong, nghe ông sư này ông giải thích như vậy rồi, về những người trong nhà họ nói gì? Im lặng. Im lặng là vàng. Nói đàng hoàng là hốc sàng kim cương. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cái cay. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Cái người tu là phải thay đổi. Trước khi đi chùa thì mình nói nhiều lời, nói phiền não, nói bằng tham sân si. Mình đi chùa mình tu rồi, nghe ông sư ông giải thích rồi, về im lặng, không nói nữa. Im lặng, dầu cho người ta có xúc phạm mình, mình cũng tha thứ, mình cũng im lặng, thì mình mới tỏa sáng được. Còn nếu mình máu kêu trả máu, đầu gian trả đầu, thì làm sao mà tu hành được quý vị? Chứ xuất kha sách đâm Adesana, hạnh phúc thay được nghe giáo pháp, giáo pháp được thuyết giảng. Vì khi mình nghe vậy đó, mình mới theo được. Nghe rồi mình mới thực hành theo. Mà thực hành theo thì mới có kết quả an lạc. Cho nên là gì thưa quý vị, thì trở lại vấn đề, mình giận ai đó, mình buồn ai đó, mình khổ hay người ta khổ? Thì ngu giận chứ. Tại sao Đức Phật bảo mình đừng có giận? Sống không giận, không hờn, không trách móc. Sống mỉm cười với thử thách trăm gai. Sống mỉm cười. Thầy mời quý vị cười lên đây, coi còn có cái răng nào không? Cười lên. Đúng không? Bây giờ còn răng mà không chịu cười. Mai mốt súng răng sao cười? Rụng răng sao cười quý vị? Trong tiếng Anh nó có câu hay. You should smile. Why? You hate it. Bạn phải cười khi bạn còn răng. Đúng không? Có nhiều người thấy đâu có tiền rụng răng mà đâu có tiền làm răng mới vậy. Thấy họ cười lên thì thấy muốn xỉu luôn. Vậy đó. Thế nên bạn phải cười khi bạn còn răng. Mai mốt hết răng sao cười? Còn nú không sao cười vậy? Rồi mất khi mình chết đi á, người ta thiêu mình, còn lại đóng tro tàn, làm sao mà cười được? Hoặc là mình chết đi, người ta cho bỏ vô cái hòm, rồi sao cười? Không lẽ ngồi dậy cười rồi nằm xuống tiếp? Mình suy nghĩ đi. Sự thật là vậy đó. Đức Phật mà ngài đi tu được rồi, tại sao ngài thấy được cái sanh lão bệnh tử, cái sanh già đau chết? Đi Thái tử Siddhartha đi viếng bốn cửa thành, thấy một người già lụm cụm mắt lờ tai điếc, thời tráng niên quanh liệt còn đâu. Rồi thấy một người bệnh, rồi thấy một người chết. Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than, hình hài ba khúc rã tan, thạnh danh tiêu diệt họ hàng cách xa. Thấy một người già, một người bệnh, một người chết và một người ngồi thiền. Sau đó thái tử mới về, mới xin phép vua cha đi tu. Mà cha đâu có chó, phụ vương phụ hoàng đâu có chó, trốn đi thôi, trốn đi.
Cho nên thưa quý vị, Phật pháp vi diệu, người ta nói về cái sanh, cái già, cái đau, cái chết để mình tu. Chứ không phải sanh già, mình nói sanh già đau chết để mình đi tự tử. Không phải. Để mình thấy, mình hiểu rằng là chúng sanh phải có một cái quá trình, có một cái tiến trình là sanh lão bệnh tử. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Đúng không? Cho nên là thầy chỉ xin tóm tắt cái ý nghĩa của cái bài hát này cho quý vị nghe. Và chính cái bài hát này nó giúp cho thầy, tự nhiên cái tên tuổi của thầy nó đi xa ra. Thầy giảng cái bài này 2009, năm nay là mười mấy năm rồi, trên 10 năm. Thầy đi thuyết pháp từ năm 1974, lúc đó thầy 16 tuổi. Tại một cái chùa ở ngoài thành phố Vũng Tàu, nơi thầy tu, xuất gia tu hành ở đó. Giảng riết tới năm 2010, lấy toàn số 2010, tức là từ 74, rồi 84, 10 năm, rồi 94, 20 năm, rồi 204, là 30 năm đúng không? Rồi là 24, là 40 năm. Đi giảng thuyết pháp 40 năm mà không ai biết mình là ai. Nhiều khi tối ngủ, ngủ không được, buồn. Như vậy đó. Nhưng mà nó có một cái duyên, là lúc đó thầy đi dạy ở trường Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu. Thì lúc đó là ngày 20 tháng 11, là ngày nhà giáo Việt Nam. Thì có một sư cô ni sinh học cái lớp của thầy giảng, cái lớp cao đẳng Phật học. Thì để gọi là trong bữa đó thì có nhiều người lên để mà hát nhiều bài, như là bài Bụi Phấn hay là bài Ghi Ơn Thầy, vân vân. Thì có một sư cô hát cái bài Cắt Bụi. Thì thầy mới năm 74 thì thầy thuộc có hai câu thôi: hạt bụi nào với cái thân tôi, để một mai tôi về làm cắt bụi hết. Nhưng mà khi nghe hết cái bài đó rồi, tự nhiên thầy, cái tâm của thầy nó cũng bị xúc động. Rồi thầy mới bảo cái sư cô đó chép lại cái bài hát đó cho thầy. Rồi từ ở Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu đi về Thiền Viện Phúc Sơn, chùa Lá Giang, cách đây khoảng 7 cây số, thì ngồi trên xe thầy mới nhẩm cái thuộc cái bài này luôn. Trong lòng một tiếng mấy đồng hồ, thuộc hay quá. Thì thầy mới đi giảng cái bài này trong một cái lớp học của Học viện Phật giáo, lúc đó là khóa 6 của các tăng ni sinh. Thì cái vị học ở trong lớp này á, là thầy Tâm An, là đệ tử của chùa Hồng Pháp của Hòa Thượng Chương Tín. Thì lúc bây giờ mới giới thiệu thầy để thầy giảng cái bài này tại chùa Hồng Pháp. Và giảng bài này xong là tự nhiên cái tên tuổi của thầy nó đi xa dễ sợ luôn. Quý vị cứ mở mạng ra để cắt bụi, Thích Bụi Chánh là tên thầy, thì sẽ nghe. Hôm nay thầy giảng trong vòng 70 phút. Thầy muốn mượn cái lời này để thầy nói là Sukha Sadhammajasana, tức là vui thay pháp được giảng. Thầy dùng và Ta Văn Tải Đạo, tức là dùng cái lời trong bài hát này để nói lên cái tư tưởng của Phật giáo mà Đức Phật này muốn dạy cho chúng ta. Hạt bụi nào với cái thân tôi, để một mai tôi để một mai dương hình hài lớn dậy, đúng không? Lúc mình mới bắt đầu mà hình thành trong bụng mẹ của mình chỉ là giọt máu mà. Giống như giọt dầu rải xuống 7 lần, còn lại chút xíu đó là cái đầu tiên của chúng ta. Rồi á, là rồi mình vươn lên, mình hình thành một con người. Lúc đầu đâu có mắt tai đâu, không có mắt tai mũi lưỡi. Lúc đó thầy học ở trong cái môn sinh vật học á, thì có một lúc cô giáo có cho thầy coi cái một cái ống nghiệm nhỏ, trong đó có một cái hình hài của đứa bé. Nhìn kỹ thấy nó có mũi, có mắt, có tai.
có tay chân. Từ một giọt máu ban đầu tinh cha huyết mẹ, nó hình thành nên một con người đúng như vậy. Hạt bụi nào với cái thân tôi để một mai dương hình hài lớn vậy. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Cái người nào mà nhìn chỉ là các bụi thôi á thì tuyệt vời dữ lắm. À, còn nếu gì nhìn là tôi ta, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là sư phụ của tôi, đây là tử của tôi, thì mệt dữ lắm. Nhưng mình nhìn các bụi thôi á thì khỏe dữ lắm. Tối nay về nhà gặp ông chồng của mình, chào các bụi, đúng không? Thấy các bụi là giải thoát. Hãy thấy các bụi là giải thoát ngay. Giải thoát ngay trong hiện tại. In this very life, chính ngay trong cái sống này chúng ta được giải thoát. Mà nếu các bụi này mà nó chung thủy với mình, nó chung tình với mình cũng là hạnh phúc. Nhưng mà nếu nó thay lòng đổi dạ thì cũng đâu có gì quan trọng. Nó là các bụi thôi mà. Mình chào các bụi để mình đón nhận. Hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời. Cuộc đời là vô thường, là thay đổi, là vô ngã, là phản bội, là chia tay, là vĩnh biệt. Nếu như người chồng người vợ đó mà không có cái sự phản bội xảy ra thì sao? Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm tin đứng nhìn. Hãy chuẩn bị cái tư thế như một vị cầu thủ, thủ môn mà chụp cái quả banh cuộc đời này. Quả banh cuộc đời này là sự vô thường, sự thay đổi. Có một điều mà không bao giờ thay đổi, đó là sự đổi thầy. Sự đổi thầy là không bao giờ thay đổi. Bạn chụp cái cuộc đời này là bạn chụp luôn cái sự thay đổi, sự vô thường. Nói theo Phật giáo là sự vô thường. Nó theo từ ngữ bình thường là sự đổi thay. Hay là nói theo cái ngôn ngữ giận hờn là sự thay lòng đổi giả. Hay nói theo ngôn ngữ mà hằng học là sự phản bội. Bạn đưa tay nắm lấy cái bông hồng này là bạn nắm lấy luôn cái màu đỏ cái bông hồng. Bông hồng di chuyển ở đâu thì màu đỏ đến có mặt ở đó. Cuộc đời ở đâu? Vô thường ở đó. Sách thăm đề sa na, xuất kha sách thăm đề sa na. Bây giờ có hiểu gì không? Có thấm không? Thấm thì nói nữa, còn không thấm thì hồi hướng. Vậy thôi. Đó. Cho nên bạn đưa tay nắm lấy cuộc đời là nắm lấy luôn cái sự thay đổi, sự vô thường, sự thay đổi. Cho nên tối nay về nhà, xin chào các bụi. Thấm ha, thấm rồi đó. Mà các bụi đổ nón ra đi có gì phải khóc. Nếu nó là các bụi mà bị gió tung bay đi, gió thổi đi thì có gì phải khổ. Nó bản chất nó là các bụi mà. Nếu không thì bài hát này làm sao nổi tiếng? Hạt bụi nào với cái thân tôi để một mai tôi về làm các bụi, đúng không? Nhưng mà thưa quý vị, đừng có nghe thầy nói vậy cứ tưởng là sợ bỏ chồng bỏ vợ với con. Không, quý vị hiểu được điều này, quý vị càng thương chồng nhiều hơn, càng thương vợ nhiều hơn, càng thương con nhiều hơn. Ôi các bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Khi mà cái mặt trời trí tuệ mà nó soi được đây là các bụi thì quý vị gọi là giải thoát đau khổ. Kiếp này hạnh phúc thì kiếp sau mới hạnh phúc. Kiếp này đau khổ, kiếp sau đau khổ. Nhưng thầy rất là thương tội nghiệp. Tội nghiệp những cái người mà kiếp này họ đau khổ. Vì kiếp này đau khổ là họ từ bóng tối, họ đi đến bóng tối là kiếp sau đau khổ. Làm sao có việc mà có cái chuyện mà kiếp này đau khổ mà kiếp sau hạnh phúc? Quý vị suy nghĩ đi. Nhưng phải được hạnh phúc. Mà muốn được hạnh phúc thì hãy gặp Phật. Vui thay Đức Phật ra đời, vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa, vui thay hòa hợp tăng già, lành thay tứ chúng vui hòa đồng tu. Phải gặp bạn đạo, phải gặp sư thầy. Tối nay bây giờ ở chùa cũng ở nhà cũng được, sao đâu. Nhưng tại sao mình đến đây? Để mình được hạnh phúc.
đúng không? Các buổi nào quá kiết thân tôi, để một mai tôi về làm các buổi. Cái khởi đầu là các buổi, và cái cuối cùng là các buổi. Chứ mình nói chào các buổi là phải rồi. Vi diệu quý vị. Cho nên mình phải lạy Đức Phật, cảm ơn Ngài đã có những cái bài thuyết pháp trước đây, cách đây trên 2600 năm, mà để lại đến sau gần 2500 năm, mà những lời dạy của Đức Phật vẫn y nguyên giá trị và vẫn có tác dụng to lớn cho mọi người chúng ta. Nếu ta thực hành theo, nghe thực hành theo có kết quả, không nghe lấy gì thực hành, lấy gì có kết quả. Đạo Phật ra đời là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Cho nên xin chúc mừng quý vị là những người theo Đức Phật. Hạnh phúc thay, con được làm đệ tử của Phật. Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay. Hạnh phúc thay, con được làm đệ tử của Pháp, con được làm đệ tử của Tăng. Đó. Ôi các bụi mệt nhòi, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Trong cuộc đời này các bụi nhiều quá đi, mà nó làm cho mình mệt mỏi. Vì các bụi mình phải đau khổ. Nó sai sai đó, đúng không? Nên sau này quý vị nào là chưa làm đám cưới hay là chuẩn bị tái giá, nhớ dùm lễ cưới các bụi, đừng quên. Nhớ đừng quên. Nếu người nào chưa làm đám cưới mà làm đám cưới, thỉnh thầy Khải Thành tới làm lễ cái bản để trần dần trước nhà, lễ cưới các bụi, đúng không? Vậy thôi. Còn vị nào tái giá thì mời thầy làm chủ hôn cho, chủ lễ cho, xin lỗi, chủ làm chủ lễ, chủ trì tụng kinh cho, đúng không? Tụng kinh ban phước lành cho. Thầy mới làm cái lễ hằng thuận ở chùa Thiền viện Phước Sơn, lớn dữ lắm, long trọng dữ lắm. À. Đó. Người nào tái giá thì gặp thầy, còn người nào mà mới thì gặp thầy Khải Thành. Nhớ. Nhưng mà nhớ nha, cái bản, cái điều kiện phải có bản là lễ cưới các bụi thì thầy mới đến. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, bao nhiêu năm là cái con người này sanh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi, già tóc bạc, đúng không? Đầu xanh quá nửa bạc dần, nghe trong cơ thể chín phần mỏi mê, đường xa ngán nổi đi về, chiều thu cảm thấy tái tê cõi lòng. Ôi mắt ta rồi sẽ mờ đục, môi đỏ của ta sẽ úa màu, và hai bàn tay đẹp đẽ thế này sẽ co quắp lại như những que củi khô mà thôi, đúng không? Cái người theo Đức Phật là phải thấy vậy. Đức Phật thấy vậy, Đức Phật ngày bỏ cung vàng đi ngọc, ngày đi xuất gia thành Phật. Mình là con của Phật thì mình cũng phải cha nào con nấy, đúng không? Bao nhiêu năm làm kiếp con người, sanh ra chợt một chiều tóc trắng như vôi là già, lá úa trên cao rụng đầy là bệnh, bệnh cho trăm năm và chết một ngày là chết, sanh lão bệnh tử, đúng không? Mặt trời nào soi sáng tim tôi, nhờ mình gặp được Đức Phật, nhờ cái mặt trời trí tuệ của Đức Phật mà soi thấu vào tim của mình. Quý vị hạnh phúc, chúng tôi hạnh phúc, các thầy hạnh phúc, đúng không? Đọc theo thầy, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm, đúng không? Rõ ràng. Thầy cũng xin báo tin mừng cho quý vị, áo tràng là em ruột của áo cà sa, đúng không? Mai mốt mà gì ở nhà mà giận chồng giận vợ đó, mặc áo tràng vô, đi tới lui, rồi sau lúc đó sau đó mới nói chuyện sao. Nếu mà tính là giận chồng giận vợ, nói này nói kia, nói nặng nói nhẹ nhau đó trong nhà đó, thì nhớ mặc áo tràng vô, đi tới lui
chục dòng vậy đó, xong rồi mới nói chuyện. Thì bây giờ thỉnh mỗi người một cái áo tràng, đúng không? Như mấy thầy vậy nè, mặc áo cà sa đi ngoài đường, người ta chọc mình đâu dám nói gì đâu, im lặng, đúng không? Về tới chùa rồi biết thầy. Có lần thầy, đúng là thầy tu ở Vũng Tàu á, thầy đi bác nha, đi khất thực á, mấy đứa nhỏ chơi nhau, nó nói sao biết gì biết không? Đầu thầy chùa nấu canh chua, ba bốn bữa vẫn còn chua. Như vậy đó. Mà đúng là thầy đang ôm mình bác thầy đi xin mà. Ôm bác đi xin từng gói mì, từng trái chuối, từng ổ mì. Mà không lấy quay mặt chữ nó, đồ mất dạy. Có sao được, ai cúng cho mình. Cho nên là ăn số chùa ngậm miệng, tức là mặc áo cà sa rồi im lặng đi tiếp tục nữa. Trời ơi, mấy người xung quanh họ tội nghiệp, lúc thầy còn nhỏ, họ tội nghiệp ông thầy nhỏ này quá. Trời ơi, đem đồ ra họ để, thay vì thầy đi một tiếng hồ mới đầy, bữa đó có 15 phút đầy tràn rồi. Hay vậy đó, tu là cội phúc, tịnh là giới quan. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm, có đức bậc sức mà ăn. Một câu nhịn chín câu lành. Còn bây giờ thầy quay mặt thầy chứ, đồ mất dạy, con nhà ai vậy mất dạy vậy? Là chết. Đúng không? Một trái chuối cũng không có. Đói mèo râu à. Như vậy đó. Tu là cội phúc, tình là dây quan. Chồng mình la mình nhịn. Vợ mình la mình nhịn. Vậy đó, mới được. Cha mẹ la mình nhịn. Rồi từ từ nói sao? Bình tĩnh, lắng nghe, nhận khuyết điểm, kiên trì, nhẫn nại, trả thù sau. Nếu còn bây giờ ta mới nói con câu mình nói 10 câu sao được. Chồng mình nói con câu mình tấn công lại 10 câu, trước sau gì cũng ly dị à. Nhớ, nhất là mấy bà nha, mấy bà mấy cô, thầy chỉ à. Bình tĩnh, lắng nghe, nhận khuyết điểm, kiên trì, nhẫn nại, trả thù sau. Vậy đó, trả thù đây bằng gì? Đi chùa, ở chùa luôn, không thèm ở nhà nữa, trả thù cách đó đó. Chùa thầy bây giờ tăng ni phật tử gì lên chùa thầy thì cho ở đó. Thầy có nhận hai cái ông phật tử, ông bị vợ ông la sao với ông chạy vô chùa, nó trời cũng buồn quá thầy ơi, thầy cho con ở chùa. Hỏi sao ở chùa? Nói con ở nhà con làm ăn thất bại rồi vậy, vợ con nó cứ cằn nhằn riết, con khổ quá, thầy cứu con đi, thầy cho con ở chùa đi. Ở lâu không? Dạ chắc ở lâu à. Ông ở đâu có hai bữa cái ông đi về lại. Hỏi sao vậy? Nó chở con điện thoại tới kêu về. Một ông ở Bến Lức Long An cũng vậy, ông đó là ở Dĩ An Bình Dương. Anh đã trẻ thôi, anh làm giám đốc công ty à, mà làm ăn thất bại á, bị vợ căng nhăn chứ, nó nặng nó nhẹ buồn, đúng không? Đời máu lệ tràn đầy trong khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa. Vậy đó. Nhưng mà thầy cứu ông hai đêm. Đêm thứ ba là vợ ông nhớ không? Đem xe hơi tới rước về. Thầy ra thầy ngậm ngùi tiễn đưa. Vậy đó. Khổ. Mà chỉ có thật 100% á. Cho nên cửa chùa là cửa cứu nhân độ thế. Chùa là cái nơi cứu nhân độ thế. Là một ông già cũng khoảng 60 tuổi, có hai đứa con gái lấy chồng Đài Loan đàng hoàng nhé, cũng bị bà vợ cằn nhằn sao à, biết lên mạng biết cái chùa thầy có nhận người ở tu ngắn ngày vài ngày đó, chạy lên cái là xin thầy ở lại. Hỏi sao không ở lại đây chi, vợ có chịu không? Nó trời con đang buồn vợ con, mà vợ con nó đối xử tệ bạc cho con quá, thầy cho con ở đây đi. Ở lâu không? Lâu dài, đâu ở từng lễ cái đi về. Hỏi sao nó, mấy đứa con nó điện cho bà mẹ. Rồi bà mẹ bà mới nó nói chuyện với hai đứa con gái. Rồi hai đứa con gái bên Đài Loan á mới điện thoại về cho ông cha. Nói thôi cha đi, cha về với mẹ đi chứ còn cha ở trên chùa chi. À, ông tính ở lâu dài. Cho nên là thầy cho một cái cốc ông ở. Rồi ông mua một cái quạt máy đó chứ. Một cái quạt máy á. Một cái quạt máy. À, mấy trăm ngàn đó. Cái bữa ông từ giả thầy cái ông nói thôi con cúng thầy cái quạt máy. Làm thầy lời được cái bụng máy. Đó, cửa chùa là cứu vớt là vậy đó. Cứu vớt linh hồn quằn quại đau thương. Đúng không?
chứ thầy đâu có ép được, ép giàu ép mở cho ai nữa, ép tu. Họ chỉ tu mình 3 ngày 5 ngày là được rồi. Cho nên quý vị nào ở đây bị chồng làm ăn hiếp, vợ ăn hiếp, vô chùa thầy là lãnh hết. Thế nào gì ở đó tuần lễ người ta cũng nhớ quý vị, ta cũng mời về. Mà lúc đó mới có giá trị, mình mới thấy có, mình có giá trị. Còn mình ở chung nhà đó, mình cứ cự qua cự lại, cự qua cự lại, đau khổ dữ lắm. Nhớ, đừng quên, chùa thầy có một cái ngàn cái cốc lắm. Cốc gỗ, cốc tre vậy thôi. Ở mũi cắn muốn chết vậy đó. Nhưng có mùng, không sao đó. Đó. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn thành đá cuội. Khi mà cái trí tuệ của Đức Phật mà ban đến cho mình rồi, thì cái trái gọi là cái tình yêu của mình, tình thương bao la của mình nó nảy sinh lên. Và tình thương này nó không có mang tính chất là chiếm hữu, hay là mang tính chất là bó buộc, mà tình yêu này là mang tính chất là từ bi, hỷ xả. Mình thương chồng, mình thương vợ mình với cái tinh thần là từ bi, hỷ xả đó, thì nó mới lâu dài được. Còn thương chồng, thương mình mới là chiếm hữu, rồi bắt họ phải nghe lời mình, trước sau gì cũng tan rã. Vì nhớ, đừng quên. Xin núp mặt bùi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Khi mình tu được thì mình có niềm vui tới, niềm vui mới, niềm vui mới, niềm vui mới. Tu được. Sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dễ oan. Điện Kiều Nguyễn Du nói vậy. Chứ tu được là ngày nào cũng có niềm vui mới, ngày nào cũng có niềm vui mới, ngày nào cũng có niềm vui mới. Tại sao quý vị phải đến đây? Tại sao quý vị phải đến chùa? Chùa thầy có tổ chức chương trình là Temple Stay, tức là sống ở chùa. Temple là chùa, stay là sống. Temple Stay tức là sống ở chùa ngắn ngày hoặc dài ngày. Vị nào có cái nhu cầu đăng ký thầy cho ở, ăn ở miễn phí. Vô đó thầy cúng dường cho sống khỏe, cúng dường chỗ ở, cúng dường thức ăn, cúng dường điện nước luôn. Còn khi nào quý vị cúng làm phước là cúng kiến là do cái tâm của quý vị thôi. Mà trong chùa có nhiều người đến tu là mình chùa có phước. Còn chùa mai đến chùa Bà Đanh là phước báo đâu. Đúng không? Cuối cùng, cụm rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Cụm rừng nào lá xác sơ cây tức là con người mình nó bị đau khổ, nó tàn phá. Cây lá mình nó xác sơ rồi. Tức là gươm nó, cái gương nó bể rồi, cái lá nó khô rồi. Nhưng mà nhờ lời dạy Đức Phật, từ vực sâu nghe lời mời đã dạy, tức là cái lời của Đức Phật ban đến cho mình. Đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Cây nó khô rồi, nó không còn cái nhựa sống nữa. Nhưng mà nhờ cái nước cam lồ, những lời dạy Đức Phật mà tự nhiên mình sống lại được. Cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Đời ta gương vỡ lại lành, tức là cái gương nó bể rồi, nhưng mà giờ nó nhờ Phật Pháp mà mình lành lại. Cho những cái nghệ sĩ mà đem cái lời ca tiếng hát Phật Pháp mà đưa đến cho quần chúng Phật tử cũng là một cách để cho người ta sống lại. Người ta sống lại bằng cái lời bài hát, bằng cái lời thơ. Còn mấy thầy là bằng cái lời thuyết pháp. Ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Cái các bụi này cuối cùng nó cũng không còn gì hết. Mình suy nghĩ đi. Ôi các bụi phận này, mình là cái phận của mình là các bụi. Rồi khi mà mình đã chết đi, người ta thiêu mình, nó còn lại một nắm tro tàn. Rồi nắm tro tàn này có nhiều người ta đem dưới biển, ta quăng đi, ta rã xuống biển luôn, còn gì nữa. Nó hòa theo đại dương mênh mông. Hoặc là cái người mà chết đi, người ta chôn xuống nghĩa địa, xuống nghĩa trang, thì bị dòi ăn, bị sâu bỏ ăn, rồi cuối cùng cũng tan hết. Rồi cái xương nó mục nát ra, nó hòa theo đất nước, lửa gió, nó hòa theo cái đất mẹ. Như thế. Và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma. Một là thay trương phình, còn đâu vẻ đẹp xinh. Hai côn trùng đục khoét, không còn ra dáng hình. Ba bộ xương dính thịt,
với đường gân liên kết bốn còn máu và gân sâu kiến lại trên phần, năm là xương hết máu nhưng còn dính liền gân, sáu bộ xương rời rã rải rác khắp mộ phần, bảy xương màu vỏ ốc theo gió bụi thời gian, tám một đống xương tàn trên đường về các bụi tung bay giữa không gian. Đây là giai đoạn cuối. Thân thể này như vậy, bản chất là như vậy, sinh ra rồi già chết, không thể nào khác hơn. Tỳ kheo sống chánh niệm, để gột rửa tham ưu, không nương tựa chấp trước bất cứ gì trên đời. Vì thấy cái tương lai huy hoàng của mình là các buổi thôi. Nhờ nghĩ điều đó mà chúng ta tha thứ được, chúng ta hỷ xả được, chúng ta bỏ qua được, chúng ta cảm ơn được. Người ta phản bội mình mà mình mua quà tặng cho người ta cảm ơn. Nhờ cái sự phản bội của anh, của em mà tôi giác ngộ ra chân lý sự thật cuộc đời này. Nhờ sự phản bội đó mà tôi hiểu được cuộc đời thì vô thường, đau khổ, vô ngã. Đó là ân nhân của mình chứ sao là cái người, cái thù chúng ta. Phật pháp vi diệu là vậy đó. Mình lại thương người ta, tội nghiệp cho người ta, chứ không phải là mình ghét người ta. Và cái Phật giáo là phải thương chứ không được ghét. Thương cái tình thương bao la như Đức Phật. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Thì Phật tử là con của Phật cũng giống như Đức Phật. Nên thưa quý vị, vui thay Đức Phật ra đời, vui thay giáo pháp giảng lời sâu xa, vui thay hòa hợp tăng già. Hôm nay quý vị thấy được các tăng ni có mặt ở đây cũng là một cái niềm quan nghĩa rất lớn cho quý vị. Lành thay tứ chúng vui hòa đồng tu, tức là lành thay là hôm nay chúng ta có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, là tứ chúng cùng tu học trong đại lễ Phật đản vi sắc này. Đó là bài thuyết pháp mà chúng tôi gửi tặng đến cho quý vị trong đêm đại lễ Phật đản vi sắc 2566 tại chùa Pháp Bảo, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bằng câu kinh Pháp Cú là: hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hiệp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Cầu chúc cho Hòa Thượng Viện Chủ, Thượng Tọa Thích Thể Thành, chư Tăng Ni và toàn thể chư Phật tử cùng gia quyến được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, dạng sự kiết tường, tai qua nạn khỏi, thân tâm thường lạc, Bồ Đề tâm viên đắc, tinh tấn tu hành, cuối cùng sớm thành chánh quả trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu có một ngày đẹp nhất trần gian này, đó chính là ngày Thế Tôn đản sanh vào thế gian. Nếu có một ngày hạnh phúc nhất trên cuộc đời này, thì đó chính là ngày chúng con được quỳ dưới chân Thế Tôn và phát nguyện trọn đời kiếp kiếp đi theo Người. Và có một niềm hoan hỷ nào lớn nhất trong ngày hôm nay, đó chính là ngày chúng con được đắm mình trong những lời đạo pháp cao siêu, vi diệu, thiên liêng, nhưng cũng hết sức ấm áp và gần gũi của Hòa Thượng Giảng Sư Khả Kính. Hôm nay chúng con tổ chức đại lễ Phật đản, chúng con thiết lễ, trang hoàng, hoa quả, mọi thứ để cúng dường lên chư Phật. Nhưng chúng con cũng hiểu được một điều mà trong Kinh Duy Giáo Đức Phật cũng đã dạy: cúng dường tối thượng lên Như Lai, đó chính là thọ lãnh chánh pháp. Và trong ngày hôm nay, Người cho chúng con được đắm mình trong những dòng chánh pháp đó chính là Hòa Thượng Khả Kính. Toàn thể đại chúng, chúng ta sẽ cùng chắp tay trang nghiêm, cùng hướng về mười phương tam bảo và Hòa Thượng Khả Kính. Chúng ta cùng đọc lớn theo: Y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Chúng con xin ngưỡng nguyện Hồng Anh Tam Bảo thì từ gia hộ, đến Hòa Thượng Giảng Sư Khả Kính, đến Hòa Thượng Viện Chủ cùng chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Pháp Thể Khinh An, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, đạo quả viên mãn, và mãi mãi là cội cây Bồ Đề che mát hàng hậu học chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.